Dạ, mến chào quý vị khán giả. Sáng nay là sáng ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022, thì Goleman cùng với gia đình vừa mới từ Phú Quốc trở về. Sáng hôm nay là gấp rút trở về, bởi vì sáng hôm nay có một cái sự kiện. Lần đầu tiên mình đến cái khu công nghệ cao này và mình đi vào một cái khuôn viên của trường đại học FPT University. Thật sự là mình rất là choáng ngợp luôn. Nãy mình nhìn mình cứ tưởng ở đây là giống như mấy cái khu mà mấy cái khu nhà căn hộ cao cấp hay là gì đó, mà hóa ra là trường đại học. Thật sự là rất là ấn tượng. Mình nhớ hồi xưa mình đi học á, nói chung là cái thời của mình năm 1986 là mình mới có 17 tuổi à. Rồi sau đó là mình học cũng chập chờn lắm, cho nên là cái không khí ở trường đại học thật sự là mình không biết luôn. Trường này cũng là trường mà của con trai mình cũng học ở đây, mà không biết, mình cũng chưa bao giờ đến luôn. Hôm nay đến thấy thật sự là choáng ngợp. Bữa hôm nay thì mình đến đây để mình chia sẻ về một số cái kinh nghiệm thôi. Là làm thế nào để làm nội dung trên nền tảng số cho nó vừa là làm nội dung sạch nè, và vừa có người xem nè. Và đương nhiên thì bà con quá cũng biết rồi, nói chung là Goleman làm theo kiểu của mình chỉ làm theo kiểu làm nhật ký thôi. Bởi vì mình công việc mình thì quá nhiều, thành ra là mình không có thời gian để mình chăm chút quá nhiều, nhưng mà mình vẫn có thể làm được nội dung. Và ngày hôm nay thì mình đến đây cũng dễ chia sẻ với các bạn làm sao để nội dung mình cũng có khán giả, và đảm bảo là vẫn có khán giả trung thành để xem. Chứ còn nếu mà chạy đua với nội dung để mà luôn luôn là phải lọt vào top trending thì cái điều đó Goleman không có đảm bảo nha. Tại vì mình cũng thật sự là nếu làm những cái dạng như vậy là phải là nội dung, một là nội dung phải show thật là lớn đó, phải show thật là chất lượng, phải chỉnh chu. Thì cái đó thì công ty Điền Quân trước giờ cũng làm rất là nhiều cái chương trình mà bà con bác mình cũng biết là top trending nhiều lắm đó. Nhưng mà thời gian gần đây thì sau cái mùa dịch thì mọi thứ có vẻ chậm lại. Dạ, nhưng mà bà con yên tâm đi, nói chung là Điền Quân mà rồi cùng với Goleman, cùng với Khương Dừa thì chắc chắn sẽ trong thời gian tới đây sẽ quay trở lại với rất nhiều nội dung thú vị để chuyển đến bà con cô bác. Ngày hôm nay thì mình cũng có cô bạn làm ở trường FPT, cho nên là các bạn mình cũng có một hai cô kêu Goleman đi lên đây để chia sẻ. Thật ra cô bảo mình lên diễn giả, đây là cái mà mình không phải sở trường của mình có thể đứng mình nói đi ngoài đường ngoài xá, hay là lội đồng lội băng ruộng như mình nói cũng thoải mái đó. Hoặc là đứng trước công ty thì nói rất thoải mái, nhưng mà ở trường đại học thì thật sự là nó không phải nghề của mình, cho nên là ngày xưa cũng vậy, mình không có cái duyên làm thầy giáo là vậy đó, tại vì không có nói được. Hôm nay nghe nói là các bạn đến rất là đông, mình cũng rất là khớp luôn. Ôi, bước vô là trường đang chuẩn bị, trời ơi, chuẩn bị nguyên cái bản lép quá dữ dằn luôn. Ồ, rồi rất là trọng thị luôn nha. Hôm nay là có đại diện của trường đại học là thầy Lê Bình Trung cùng với Goleman rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên trên cái khu vực ở cái khuôn viên của trường này, mình mà các quý vị khán giả ra xem ha. Hôm nay ngày thứ Bảy mà không khí rất là náo nhiệt luôn. Rồi. Mình thấy đây có các bạn đang tập võ nè. Rồi cái khuôn viên này sân giống như sân tập thể dục thể thao nè. Xung quanh này là những cái phòng học mà quý khán giả có thể nhìn thấy là nó rất là giống như resort. Giống như resort á, chứ không ai nghĩ là đây là cái trường đại học hết. Phải nói bởi vậy học sinh bây giờ sướng quá. Coi như là bố mẹ đóng tiền thấy mà đóng tiền học thấy mồ luôn. Đó, để cho tụi con có những cái không gian học hành vậy. Cho nên là cái nghĩa vụ của các con của các bạn trẻ là phải cố gắng học thật tốt, đúng không? Đầu tiên là cơm cháo mẹ rất là tốn tiền luôn. Nhưng mà phải nói là ngày nay bây giờ là có những cái trường đại học mà không chỉ riêng FPT University đâu, mà hiện tại giờ ở tại Việt Nam mình nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì có rất nhiều cái trường rất là tốt luôn. Thì tùy theo cái mục đích của mình, tùy theo cái ngân sách của gia đình mình lựa chọn thôi. Thôi bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng. Đó, Goleman làm nội dung nó đơn giản vậy thôi, mình thấy cái gì vui vui là mình làm à. Đó, mình đi tới đâu mình cũng kể, cũng làm một cái nhật ký để kể lại chỗ này chỗ kia chỗ nọ nên mình đến. Đây có cái xe dễ thương quá ha. Rồi cái cầu thang ở đây đó, ở cái khu này mình thấy có cầu thang. Có thể là hôm nay mình sẽ nói chuyện trên tầng 5 đó. Nhưng mà hôm nay thì nhưng mà có hai con đường đi, một là đi lên thang máy. Hai là đi bằng cái con đường này, mà mình thấy cái đường này nó vui vui. Đây thấy rất nhiều hoạt động luôn. Như các bạn đang học về VR, thực tế ảo ha.
mặt đèn chậm dưới không? Rồi, cho nên mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ. Đó, ông theo chân công đoạn người để đến khách sạn đúng không? Thiết kế về thực số trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh là xuống em nắm vô. Nhưng em nắm vô. Quý vị đã thấy thì ở đây tụi em có chuẩn bị hai quầy game VR thực tế ảo, một bên là game bắn súng và một bên là game Beat Saber kia. À, game VR, game VR. Đó, tụi em còn chuẩn bị một cái triển lãm sắp mô hình sắp đặt 3D ASAP. Ở đây là các bạn sinh viên năm cuối thực hiện. Không thấy anh không? Dạ, ngoài bài khác được không anh? Em có thấy anh được không? Em có thấy anh không? Hay bóp hay US? Dạ, US. Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Ở đây là không gian các bạn ngành thiết kế mỹ thuật số. Thành ra là quý vị các bạn vừa nhìn thấy đó, các bạn trẻ đó đang trải nghiệm cái game VR, tức là game thực tế ảo. VR là Visual Reality. Virtual chứ, Virtual Reality. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp lên cái tầng thứ hai. My Ree. Đây là khu vực trải nghiệm công nghệ AR. Là artificial reality. Alo. Có gì coi không? Dạ có, thì ở đây là những cái sản phẩm mà AR đến từ các bạn sinh viên. À. Là artificial reality hả? Dạ vâng ạ. Thì ở đây là các bạn sinh viên mình vẽ luôn hả? Dạ đúng rồi. Wow. Sinh viên mình vẽ và làm và áp dụng. Ồ, triển lãm sắp đặt. Ồ, hay. Là cái khoa của các bạn đó hả? Dạ đúng rồi. Khoa của các bạn gọi là khoa gì? Dạ, khoa thiết kế mỹ thuật số. Thiết kế mỹ thuật số. Dạ vâng. Cái tên tiếng Anh nó là gì? Graphic design, digital art and design. Digital art and design. Digital art and design. Dạ vâng. Wow. Thì ở những cái bức tường phía trước đây thì cũng có thể là quay AR được luôn. Ví dụ như đây là cái bức tường của ngành truyền thông đa phương tiện. Hay quá nè. Dạ vâng. Thì ở mỗi cái bức tường này thì đều có thể là quét AR. Mình có quét AR sản phẩm đâu được không? Dạ được, thì ở trên tầng này là những cái sản phẩm xung quanh đây nó đều là. Ví dụ như chú làm nước mắm mà quét AR được không? Dạ, chỉ cần là chú làm ra được một cái đoạn animation và chú đưa vào cái brochure của chú và đưa lên cái hệ thống thì mình có thể là mình sẽ quét được. Sắc rồi. Dạ. Hay quá. Thôi để chú liên hệ. Dạ. Nó đi một ngày đàn học một sàn khôn đúng luôn. Trời ơi, cái sảnh này cái hôm nay là cái sảnh này của toàn bộ khoa của các bạn hả? Dạ, của ngành thiết kế với lại ở trên cùng mình còn có ngành truyền thông đa phương tiện. Ồ. Đó, truyền thông đa phương tiện là cái ngành rất phù hợp với lại cái nhu cầu tuyển dụng của Điền Quân nha các bạn. Vào Điền Quân công ty Điền Quân Group là rất là phù hợp nha các bạn. Là xem video này mà học truyền thông đa phương tiện, nói chung là các bạn học gì cũng có thể join với lại vào Điền Quân Group hết á. Tại vì Điền Quân Group không chỉ là làm truyền thông mà bây giờ luôn mình làm luôn cả cái mảng FMCG rồi retail rồi, cho nên là rất cần các vị trí khác nhau. Đó, thì thông qua video này cũng kêu gọi các bạn là cứ liên hệ nha, cứ liên hệ đi tiên. Liên hệ vào cái Điền Quân Group để apply nha. Rồi mình cũng không có số hotline đây nữa. Thôi cái gì mình sẽ ghi dưới cái phần mô tả làm thế nào để các bạn có thể apply nhanh nhất vào Điền Quân Group. Các từ các mảng từ media entertainment, giải trí, content cho đến mảng food FMCG và bán lẻ nha. Trời ơi, cái trường gì mà đẹp quá vậy trời. You're once live.
Chào em. Ồ. Đã tới tầng cuối chưa? Chưa tới hả? Dạ, cái này là cũng là tầng gần cuối ấy anh. À, tầng này em vẽ gì? Tầng này là mình sẽ triển lãm các bài tranh mỹ thuật số của các bạn sinh viên. Thường là các dạng minh họa hoặc là vẽ background để chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới anh. Em học năm mấy rồi? Dạ, em là năm 3, đầu năm 3. À, năm 3. Dạ, cuối năm nay thì đi thực tập. À, dạ. Rồi. Rồi năm 4 là kết thúc luôn? Dạ, khoảng giữa năm 3, tầm 3 năm rưỡi ạ. Ồ, hay quá. Vâng. Rồi mời welcome các bạn đến thực tập tại Điền Quân nha. À, anh Minh Điền Quân ạ. Ờ, anh Minh Điền Quân. Vâng. Next click. Rồi, lên tới đây là tới khoa truyền thông đa phương tiện. Là hôm nay mình sẽ nói chuyện tại trong cái khuôn viên của trong cái hội trường của truyền thông đa phương tiện nha quý vị các bạn thân mến. Ô, vũ trụ truyền thông quá. Trời ơi ghê vậy. Trời đi vô đi lâu đi vô trường đại học tự nhiên muốn đi học trở lại quá. Không biết có trường nào tiếp nhận U60 đi học qua đại học lại không? Ôi. Nhỏ đi đâu đây? Dạ, theo em đang livestream cho hãng nổi tiếng Bali đã về Việt Nam rồi. Trời ơi, nhỏ này cô này thấy quen quen mà con ơi. Ủa làm gì đây? Dạ em livestream, em có nhiệm vụ livestream. À quá, trời ơi nó đi qua. Có thời gian phút này tụi mình có wifi đó. Ủa rồi. Trời ơi, wow. Dạ xin chào anh, tụi em đang có chương trình thôi quà trúng thưởng. Ô con mami đẹp vậy. Hi. Ê các bạn trẻ ơi. Dạ. À hôm nay là mang mì ra để tặng sinh viên hả? Dạ đúng. Wow rồi. Dễ thương, thông minh. Dạ sáng giờ rất nhiều các bạn sinh viên. Có nhiều người tới chụp hình không? Có đón được. Ê chụp anh đón gì mami thôi. Có sản phẩm không? Ở đấy người ta chọc cho anh tắm. Trời ơi. Về đây chú. Oh wow. Hoàn thành trình mới à. Quá lộ luôn. Nè. Ô, rồi. Rồi nha. Wow, lâu quá mới gặp lại Nga xà chua với Hoàng Anh. Dạ. Ủa thôi đứa này không đi bán xoài đi bán bưởi vậy hả? Dạ. Giờ đi bán mì hả? Giờ đi bán snack mì hả? Ủa đang livestream trên nào chỗ nào vậy? Dạ. À dạ mình chào quý khán giả nha. Sáng sớm chắc livestream chứ không ai coi đâu ha. Dạ. Xuất sắc. Livestream này hơi xấu hổ mà sao? Thôi vô đây khách đang chờ kìa. Ok. À đi vào đường kia hả? Rồi ok. Anh đây xuống kia hả? Ba mẹ em mê anh lắm luôn á. Anh toàn người già quá, người lớn tuổi thích à. Rồi dạ thôi giờ dạ, chuẩn bị dạ, mình sẽ vào trong cái buổi talk show thì bà con các bác mình đón xem chút xíu nha. Một vài hình ảnh cái khuôn viên trường FPT University mình thấy rất là xịn sò ha. Các bạn mà đang còn đang phân vân hay phụ huynh còn đang phân vân để cho con cái mình đi vào trường đại học nào thì sẽ tốt, thì mình thấy ở ấn tượng mình với FPT University lần đầu tiên đến đây. Super. Yeah. Rồi, còn giờ thì chút xíu mình vô mình cũng sẽ trong ghi lại một vài hình ảnh mà con anh đứng trên chém gió như thế nào cho bà con bác cùng nghe. Hẹn gặp lại.
cao dưỡng con cái nào. Dạ. Em mấy mọi anh dữ lắm luôn. Trời ơi. Thầy nói thầy rất trẻ ha. Thầy. Ngoài ra, video cũng phải chắc có cũng được tích hợp vào bên trong từng phút. Mọi anh dữ lắm luôn. Nhất là mấy thầy cô những ngành truyền thông rất là bộ luôn. Hôm nay họ mới về dạy nè. Họ bảo là có game show, phim tài liệu, phim truyền. Trên mặt trận truyền, mỗi năm chúng tôi cung cấp hàng ngàn video phát sóng trên các kênh đại đài khắp đất nước Việt Nam. Các chương trình điểm thách thức gian lận. Hàng loạt chương trình với lượt view cao ngất ngưỡng và luôn nằm trong top trending. Đó là vì chúng tôi luôn chú trọng cung cấp các chương trình giải trí chất lượng. Tiếp tục cũng là điểm sáng của chúng tôi chú trọng với lượng sở hữu hàng trăm kênh đa dạng trên tất cả các lĩnh vực. Vì tôi luôn dẫn đầu về mảng nội dung TikTok sáng tạo và cập nhật những xu hướng hot nhất hiện nay. Với nguồn nhân lực hơn 700 con người, trẻ trung, tài năng, nhiệt huyết và đam mê, mỗi cá nhân chính là một chiến binh bản lĩnh đã giúp nhiều quân tạo nên nhiều kỳ tích với những điều. Sâu sắc đến ban lãnh đạo của FPT University và hôm nay thì có sự có thầy Lê Đình Trung là đại diện của trường đã tạo điều kiện để cho Coleman cho tôi được có mặt tại đây để chia sẻ một số cái cách làm cũng như những cái kinh nghiệm mà từ lúc tôi bắt đầu bước vào cái ngành làm nội dung này từ năm 1993 đến nay là chắc cũng phải 30 năm rồi. Điện quân thì nó mới có 15 năm thôi. Dạ, nhưng mà có những cái bước phát triển cũng phải nói là rất là ấn tượng. Tất cả mọi thứ thì nó cũng xuất phát từ cái nền tảng của tôi, đó là cái quá trình làm việc tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đúng 20 năm. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo FPT và cùng tất cả các bạn quý phụ huynh đã có mặt trong cái căn phòng ngày hôm nay. Thật ra thì mình có thể ngồi trước ống kính mà chưa bao giờ mà có một cái cảm giác hồi hộp hết á. Nhưng mà mỗi lần kêu đi làm diễn giả là không có làm được. Quay YouTube hay là bất cứ xuất hiện ở đâu, nói chung là mình cũng thoải mái lắm. Nhưng mà mỗi lần mình kêu bước lên trên cái bục giảng là tự nhiên thấy khớp. Nhưng không có cái duyên làm thầy giáo là. Với lại cho nên là hôm nay cũng có gì thì cũng hơi cái sự chuẩn bị nó chưa có tốt lắm. Cũng thú thật với lại tất cả quý vị và các bạn thì công việc hiện tại bây giờ của mình nó nhiều quá đi. Hôm trước có nhận lời mời của FPT, trường đại học FPT mình cũng nhận lời, nhưng mà rồi xong mình không có chuẩn bị được cái gì nhiều hết. Cho nên thì ngày hôm nay chỉ xin phép là có mấy cái chủ đề chính thật ra là chia sẻ thôi. Còn là rất là muốn nghe và các quý vị các bạn từ phụ huynh cho tới các em học sinh đang chuẩn bị bước vào cái ngành này, hoặc là ở đây có những bạn mà đang học ở trường cũng đang học ngành này hoặc các ngành khác nhau, các bạn cứ đặt câu hỏi thoải mái đi thì tôi có thể trả lời được tất cả mọi thứ thắc mắc không biết hỏi ai, hỏi tôi trả lời được hết. Và bây giờ thì chắc là mình bắt đầu bước vào cái phần chia sẻ của mình của cái ngành của công nghệ thông tin. Thì chúng ta cũng có thể hiểu nôm na một cách ngắn gọn thôi là bây giờ là đang 4.0 nhưng mà cũng đang chuẩn bị bước sang 5.0 chẳng hạn, và 6.7 thì thật ra nó là một rất ít người giờ còn xem TV truyền thống. Chúng ta có thể hiểu là trước đây các cái thời kỳ khác. Và một cái điều mà mình nhận thấy là
nhưng mà bây giờ tôi không bảo đảm luôn, tại vì khi mà tôi làm rồi ấy, thì tôi không biết mà bây giờ người lớn thậm chí người già sẽ có những người u 70 thậm chí u 80 cũng ôm cái điện thoại liên tục. Rồi bên cạnh đó chúng ta còn ở nhà bây giờ cái smart TV thì nó cũng như một chiếc điện thoại nhưng mà nó có cái tiết kiệm lớn hơn, mình xem sẽ dễ hơn. Thì có thể nói nó đây là một cái bước mà chính vì công nghệ phát triển nhanh như vậy thành ra này là cái việc mà chúng ta xem nội dung ở đâu nó không còn là quan trọng nữa. Đó là cái khác biệt đầu tiên. Cho nên các cái việc và cũng chính từ khác biệt này thì ở góc độ là những nhà sản xuất nội dung thì cách đây 7 năm thì có thể nói là Điền Quân là cái đơn vị đầu tiên làm YouTube. Không biết đó là Điền Quân thì chúng ta thích nhận hàng. Đó là cái show đầu tiên mà Điền Quân thực sự đã nói với lĩnh vực giải trí. Trước đó thì cũng có một hai show nhưng chưa nổi tiếng lắm. Nhưng mà từ lúc cái thích nhận hàng các em bảo là thì chính thức là lúc đó Điền xem TV vào giờ vàng là số phim truyền hình đó. Đây có một bài. Rồi, thì những bạn nào mà xem TV qua những đoạn cắt ở trên Facebook nhiều hơn hẳn. Rồi những bạn nào mà xem lại ở trên YouTube. Rồi, số lượng này ghi như là em hỏi khi mà ở trên các lớp học là số lượng ghi như thế này. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái nền tảng công cụ khác. Lý do tại sao mình nói điều này thì khi mà mình bắt đầu mai làm cái phát triển cái